Thưa quý vị, thưa các bạn, 50 năm một chặng đường lịch sử, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã từng bước trưởng thành về mọi mặt. Dù ở mỗi thời kỳ khác nhau, với những tên gọi khác nhau, nhưng trong suốt thời gian dài đó, các thế hệ cán bộ công nhân viên đã luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển của kinh tế xã hội đất nước. Những ngày đầu thành lập, trong bối cảnh nguồn và lưới điện với cơ sở vật chất trang thiết bị lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, những người làm điện miền Bắc đã khẩn trương bắt tay vào sản xuất, vừa chiến đấu, vừa xây dựng và mở rộng các công trình điện mới. Qua hai đợt đánh phá miền Bắc của Mỹ, các cơ sở điện lực đã phải đương đầu với hơn 1.000 trận đánh phá, nhưng vẫn vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu. Cán bộ công nhân viên của Công ty Điện lực miền Bắc đã anh dũng hy sinh vì dòng điện của Tổ quốc. Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, Công ty Điện lực được đổi thành Công ty Điện lực miền Bắc. Từ năm 1976 đến 1980, Công ty Điện lực miền Bắc đã tập trung triển khai nhiều dự án nguồn và lưới điện ở miền Bắc, đặc biệt là ở thủ đô Hà Nội. Đến cuối năm 1980, tổng công suất nguồn đạt trên 590 MW, có gần 9.300 km đường dây điện các cấp điện áp từ 3 kV đến 110 kV, tổng dung lượng máy biến áp các loại là 2.560 MW. Nói đến Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, tôi muốn nói đến một sự trân trọng của đồng bào, đồng chí các tỉnh miền núi, dân tộc, biên giới và hải đảo phía Bắc. Và tới đây tin chắc là chúng ta sẽ phải tiếp tục bổ sung và hoàn thiện chiến lược phát triển ngành điện, ngành năng lượng của Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ rằng là những đơn vị đi đầu phải là những tổng công ty gắn bó với những vùng đặc biệt khó khăn. Tôi rất mong muốn là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, những thiếu sót, khuyết điểm để chúng ta thực hiện tốt chính sách phát triển ngành điện. Năm 2010, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 1 và tiếp nhận trở lại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng, Hải Dương và Ninh Bình. EVN-NPC được tổ chức theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con. Đến hết năm 2013, trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc do EVN-NPC cung ứng điện, có 100% số huyện, 99% số xã, 96,9% số hộ dân có điện lưới quốc gia. Năm 2014, với việc xây dựng đường dây cáp ngầm xuyên biển, đưa điện ra huyện đảo Cô Tô, thì 100% các quận huyện EVN-NPC quản lý điện đã được cấp điện lưới quốc gia. Hình ảnh EVN-NPC ngày càng ghi dấu ấn tốt đẹp với xã hội, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng về quá trình hình thành, phát triển và những đóng góp tích cực đối với ngành điện và nhân dân. 50 năm qua, thì Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã có sự phát triển vượt bậc. Từ chỗ điện năng trước đây chỉ sử dụng cho tưới tiêu, nông nghiệp, thì ngày nay cái điện ở Tổng Công ty Điện lực miền Bắc là cái tỷ trọng hộ tiêu thụ công nghiệp chiếm trên 65%. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đầu tư kịp thời cái hệ thống lưới điện, các cái công trình đường dây và trạm biến áp để cấp điện cho các cái khu công nghiệp, góp phần cho cái công nghiệp của các tỉnh phía Bắc. Vững vàng trong hội nhập là một mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển đổi sâu sắc về tổ chức quản lý, nâng cao chủ động trong sản xuất kinh doanh của ngành điện nói chung và EVN-NPC nói riêng. Những năm gần đây, EVN-NPC đã có các chuyển biến quan trọng về mô hình quản lý, cơ chế điều hành, định hướng hoạt động để vừa tập trung mạnh mẽ vào đầu tư phát triển hệ thống nguồn và lưới điện, đảm bảo nhiệm vụ quan trọng nhất là đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội, đồng thời mở rộng kinh doanh các ngành nghề khác trên cơ sở thế mạnh kinh doanh điện. Đây là tiền đề quan trọng để ngành điện đảm bảo năng lực cung cấp điện an toàn và tin cậy cho nhu cầu phát triển, hướng tới một thị trường điện cạnh tranh trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước. Tuy nhiên, nếu mà nói về Tổng Công ty miền Bắc, về lịch sử thì có thể nói là tất cả những cái gì mà liên quan đến phát triển điện ở miền Bắc, bắt đầu khi có bóng đèn điện thì chắc là chúng ta phải được hiểu nó là lịch sử của Tổng Công ty miền Bắc. Thì như vậy cũng có thể nói rằng là Tổng Công ty miền Bắc chúng tôi, kể cả quá khứ lẫn là trong hiện tại và trong tương lai, thì đối với anh em chúng tôi
thì đều rất hãnh diện. Nó như là mình được sinh ra và phát triển trong cái nôi của ngành điện Việt Nam. Trong năm 2019 này, EVN-NPC đã yêu cầu các đơn vị triển khai các hoạt động văn hóa bám sát theo chủ đề 65 năm EVN thắp sáng niềm tin và EVN-NPC 50 năm vì niềm tin của bạn, nhằm lan tỏa hơn nữa các giá trị văn hóa truyền thống lịch sử hào hùng, 65 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam và những thành tựu 50 năm hình thành và phát triển đầy tự hào của EVN-NPC với phương châm một đội ngũ, một mục tiêu, một hành trình. Tổng công ty kêu gọi tập thể người lao động cùng nhau chung sức, chung lòng, phấn đấu xây dựng một EVN-NPC ngày càng vững mạnh. Đối với một đơn vị có bề dày lịch sử hơn 50 năm như Tổng công ty Điện lực miền Bắc và với quy mô phát triển rất là rộng lớn cùng với nhiệm vụ chính trị xã hội mà được Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao phó, những đóng góp và những nỗ lực không biết mệt mỏi của biết bao thế hệ cán bộ công nhân viên của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và trước đây là Công ty Điện lực 1 cho sự phát triển của xã hội, cho những cái nỗ lực vì sự phát triển của cộng đồng, cho những cái mục tiêu cao cả, cung cấp dòng điện ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong 50 năm qua, EVN-NPC đã đoàn kết, nhất trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các mục tiêu chính trị được giao qua các thời kỳ của đất nước. Trong mọi hoàn cảnh, tập thể cán bộ, công nhân viên chức lao động của Tổng công ty đã và đang cống hiến hết mình, khẳng định sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước đối với một doanh nghiệp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, EVN-NPC đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành điện Việt Nam.